là trận đấu hạng B đầy lửa của những võ sĩ khát khao thăng hạng. Đón xem MMA Lion Championship 12 trên hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Tháng 4 này, giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương trở lại. Từ ngày 11 tháng 4 đến 14 tháng 4, 8 đội bóng với 2 nội dung thi đấu. Hấp dẫn, kịch tính, cảm xúc. Trọn vẹn trên kênh On Sport, ứng dụng On Plus, On của VTV Cup. Nhà thi đấu Rạch Miễu ngày hôm nay được không ạ? Tất cả quý vị đã sẵn sàng cho buổi tối tuyệt vời này chưa? Vẫn hơi nhỏ, sẵn sàng chưa? Và một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tất cả chúng ta được không nào? Thưa tất cả quý vị, xin được chào đón tất cả quý vị đã đến với nhà thi đấu Rạch Miễu và chúng ta đang đến với Lion Championship 2024. Thưa quý vị, như vậy là sự kiện LC 12 đã quay trở lại và giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam MMA, Công ty Cổ phần Võ thuật Tổng hợp Việt Nam cùng các đơn vị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc Corona Resort and Casino, Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam VTV Cáp, Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu thương hiệu Gấu Đỏ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế JW đại diện thương hiệu đồng hồ Jacob & Co tại Việt Nam, Tập đoàn Audi Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn JX Media, Anta Sports, Tập đoàn đa quốc gia về thiết bị thể thao, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đầu tư Litcon, Công ty Việt Nam Supplement, đơn vị đồ tập thể thao và truyền thông Epic Compact Moment, Công ty An ninh Vinci, nhãn hàng nước tăng lực Monster Energy,
và đơn vị đồng hành Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí MCV. Và thưa quý vị, đến với sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đại diện ban tổ chức về phía Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Đức Quỳnh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Võ Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Mai Thanh Ba, Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bây giờ ngay trên lồng bát giác của chúng tôi mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những phần chia sẻ về những điều rất mới của mùa giải 2024. Và một tràng pháo tay để cùng chào đón lên lồng bát giác ông Mai Thanh Ba, Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam. Vâng, thưa ông, chúng ta thì đang chuẩn bị đến với những trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, mùa giải thứ 3 của Lion Championship. Lúc này thì tất cả khán giả đang theo dõi truyền hình cũng như những khán giả tại nhà thi đấu Rạch Miễu rất muốn biết là năm nay thì sự kiện của chúng ta sẽ tổ chức như thế nào và sẽ có tổng số bao nhiêu sự kiện trong năm 2024 ạ? Đầu tiên cho tôi xin được khởi phép được gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong nhà thi đấu trong nhà thi đấu ngày hôm nay và khán giả xem truyền hình. Xin được phép chia sẻ cùng các quý vị khán giả là Lion Championship năm 2024, Liên đoàn MMA Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Võ thuật Việt Nam tổ chức 10 sự kiện trong năm 2024, trong đó có 3 sự kiện tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, 5 sự kiện tổ chức tại thành phố thủ đô Hà Nội, 1 sự kiện tổ chức tại thành phố Kiên Giang, Phú Quốc và 1 sự kiện tổ chức tại Thanh Hóa. Vâng, thưa ông, chúng ta đã trải qua 2 mùa giải và thực tế là đã có rất nhiều những khán giả yêu mến thể thao nói chung và võ thuật nói riêng theo dõi trên rất nhiều những nền tảng khác nhau cũng như đến theo dõi trực tiếp tại những nơi các võ sĩ của chúng ta thi đấu. Vậy thì với một cái số lượng khán giả đông đảo của Vũ như vậy thì đã đạt được kỳ vọng và định hướng của Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp cũng như là của Cục Thể dục Thể thao chưa ạ? Qua hơn 2 năm Lion Championship ra đời và phát triển thì đến nay Lion Championship là một trong những cái sự kiện thể thao chuyên nghiệp được đánh giá là được sự quan tâm của người hâm mộ võ thuật nói chung và thể thao Việt Nam nói riêng, và qua đó đã thúc đẩy cái phong trào tập luyện võ thuật tại Việt Nam rất mạnh mẽ. Và trong qua 2 năm thì câu lạc bộ võ thuật MMA tập luyện trên Việt Nam đã ra đời hàng chục các câu lạc bộ và thu hút rất nhiều sự quan tâm của các quý vị khán giả tới giải Lion Championship ạ. Vâng, thưa ông, và câu hỏi cuối cùng ạ, với góc nhìn của chuyên môn thì năm nay Lion Championship 2024 sẽ có những điểm hấp dẫn nào thưa ông? Năm 2024, điểm hấp dẫn nhất của Lion Championship là có một làn sóng các võ sĩ người nước ngoài, quốc tế tham gia dự giải Lion Championship. Và qua đó các võ sĩ của Việt Nam chúng ta có cái cơ hội được tiếp xúc với những võ sĩ có trình độ võ thuật ở đỉnh cao, tiếp cận với quốc tế. Và qua đó các võ sĩ Việt Nam được cơ hội học hỏi và rút kinh nghiệm và sau đó sẽ đuổi theo kịp cái xu thế phát triển của thế giới. Và hy vọng trong một tương lai gần chúng ta sẽ có những võ sĩ Việt Nam bước ra những giải đấu quốc tế trên thế giới ạ. Đó là điều để chúng ta hoàn toàn xứng đáng để chờ đợi của mùa giải Lion Championship 2024. Và bây giờ chúng tôi sẽ xin phép nhường lời lại cho ông Mai Thanh Ba, Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam sẽ chính thức đưa ra khẩu lệnh để bắt đầu cho sự kiện đặc biệt buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin mời ông ạ. Bây giờ thì tất cả các sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Và xin giờ phút này tôi xin thay mặt Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam và ban tổ chức, tôi xin phép giải vô địch sư tử võ thuật tổng hợp Việt Nam Lion Championship 2024 chính thức được bắt đầu. Xin cảm ơn ông. Cảm ơn.
Thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đều đã sẵn sàng. Các cặp võ sĩ tối nay đều đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp thi đấu đầu tiên trong đêm ngày hôm nay. Và ở cặp thi đấu đầu tiên này sẽ là những võ sĩ hạng B. Và người thắng cuộc sẽ bước chân để đến với vòng thi đấu dành cho các võ sĩ hạng A. Cặp thi đấu đầu tiên trong tối ngày hôm nay là ai? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Và thưa quý vị, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng chào đón ở góc đài màu đỏ một thành viên của MMA Biotown PFC Phú Quốc, và đó là Trần Kiên. Cả quý vị và các bạn, người đang di chuyển về phía khu vực chuẩn bị thượng đài là võ sĩ Trần Kiệt, một thành viên của MMA Biotown PFC Phú Quốc. Võ sĩ sinh năm 1994, với chiều cao là 1m67 và sải tay là 166cm. Anh đã có một chiến thắng tại LC07 với một chiến thắng submission. Cùng chào đón thượng đài võ sĩ Trần Kiệt. Chúng ta đã rõ danh tính của võ sĩ đứng ở góc đài màu đỏ. Và bây giờ, võ sĩ đến ở góc đài màu xanh cũng đã có một chiến thắng submission ở sự kiện LC08. Hãy cùng chào đón góc đài xanh, và đó là Trương Vi Nha. Cho Trương Vi Nhạt, hứa hẹn sự sôi động xuất hiện ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu đêm nay. Trương Vi Nhạt, một thành viên của JP MMA, anh sinh năm 1993, với chiều cao 1m66 và sải tay là 167cm. Như đã chia sẻ, võ sĩ Trương Vi Nhạt cũng đã có một chiến thắng submission tại sự kiện LC08. Chào đón thượng đài Trương Vi Nhạt. Như chúng tôi đã giới thiệu, đây là cặp thi đấu các võ sĩ hạng B duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và người giành thắng lợi ở trận đấu này sẽ là người bước lên thi đấu ở hạng A. Khát khao có rất nhiều, nhưng cơ hội chỉ có một. Ai sẽ là người nắm bắt cơ hội này? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời ngay bây giờ. Xin được giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Ngô Quốc Thắng.
Thầy võ sĩ thi đấu đấu vật, tinh thần thượng võ. Xem nào. Cực kỳ sôi động, đó là những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được tại nhà thi đấu Rạch Miễu vào lúc này. Một buổi tối với những trận đấu đỉnh cao của Lion Championship 2024. Và chúng ta sẽ khởi đầu cho buổi tối ngày hôm nay bằng trận đấu ở hạng cân 56kg dành cho nam. Đó là màn so tài giữa Trần Kiệt và Trương Vi Nhạt. Trần Kiệt là boxy góc đài đỏ và Trương Vi Nhạt là boxy góc đài xanh. Tấm vé đang chờ đợi lên hạng A, sẵn sàng dành cho người chiến thắng của cuộc đối đầu này. Đợi nó đấm là phản. Đúng rồi. Đang có những chiến thắng đầu tiên của mình ở hạng B trong năm 2023. Cú đá thấp tiếp cận đầu tiên của Trương Vi Nhạt. Rất cẩn trọng. Đó là những gì mà chúng ta đã thấy trong cách bắt đầu trận đấu này giữa Trần Kiệt và Trương Vi Nhạt. Và trọng tài Nguyễn Quốc Thắng vừa rồi đã yêu cầu hai võ sĩ cần phải tích cực hơn. Nhập độ khá nguy hiểm đối với Trương Vi Nhạt. Dính một đòn phản tay trái từ phía Trần Kiệt. Vi Nhạt là một võ sĩ có cá tính rất mạnh và phong cách thi đấu của anh cũng như vậy. Đau kia. Tính toán về xử lý chưa tốt. Và thêm một tình huống tính toán không tốt nữa đã khiến Vi Nhạt phải nhận những quả phản đòn rất nặng của Trần Kiệt. Và Vi Nhạt đã ra xuống xa rồi. Của Trương Vi Nhạt và anh đã phải trả giá bằng trận thua bằng technical knock out. Một kết quả rất nhanh và cũng rất bất ngờ. Tuy nhiên nếu nhìn lại toàn bộ diễn biến trong vòng 1 phút 15 giây vừa qua, chúng ta có thể thấy những tình huống phản đòn của Trần Kiệt là rất chính xác để giúp anh có được tình huống knock down mà chúng ta đang theo dõi lại trên màn hình đây. Những cú móc phải. Cú móc phải đó là điểm kết thúc thôi, còn trước đó là những pha phản đòn cực hay, timing và lựa chọn cự ly khôn ngoan của Trần Kiệt. Anh đã đưa đối thủ vào cái bẫy mà mình giăng ra, trong khi đó Trương Vi Nhạt lại không tận dụng được thời cơ cũng như là tính toán một chút sai lầm về cự ly và đã khiến cho võ sĩ này phải nhận thất bại rất đau đớn. Và như vậy tấm vé lên hạng A đã đến với Trần Kiệt nhờ chiến thắng đầu vào kỹ thuật này sau 1 phút 15 giây. Một trận đấu đã kết thúc khi mà đồng hồ của chúng ta dừng lại ở 1 phút 45 giây với một chiến thắng nấp vào kỹ thuật. Và xin chúc mừng góc đài đỏ và đó là Trần Kiệt. Giải trí đỉnh cao. Chọn bộ đá hời chỉ 220.000 đồng một tháng. Xem VTV Cup chọn gói truyền hình HD, internet 220 Mbps trên giây. Tặng ngày 2 tháng sử dụng dịch vụ. Miễn phí hòa mạng. Trang bị modem wifi. Đăng ký gọi ngay VTV Cup 1900 1515.
sò trong ban tổ chức. Xin giới thiệu quý vị và một tràng pháo tay dành cho anh Võ Thành Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Võ thuật Tổng hợp Việt Nam. Thành Trung xin gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán giả, những người đang theo dõi Lion Championship mùa thứ 3 năm 2024. Và chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời biết ơn tới các quý vị khán giả, những người đang theo dõi trên các nền tảng của VTV Cup cũng như các nền tảng số của chúng tôi, và đặc biệt là những võ sĩ, những câu lạc bộ và những khán giả đang có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu Rạch Miễu ngày hôm nay để khai mạc giải đấu. Và hãy cho phép chúng tôi tri ân các quý vị bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa anh Trung, hôm nay thì rất nhiều khán giả có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu. Rất nhiều khán giả, hàng chục nghìn khán giả đang theo dõi trên các nền tảng từ truyền hình đến nền tảng social media. Và họ cũng đã theo dõi Lion Championship trong suốt 2 mùa giải vừa qua, và đây là mùa giải thứ 3. Anh muốn nói điều gì với họ lúc này không ạ? Tôi muốn nói rằng trước hết cho phép tôi được nói lời thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho Công ty Võ thuật Tổng hợp Việt Nam là đơn vị giữ bản quyền của Lion Championship và là đơn vị tổ chức giải đấu. Trước hết cho phép chúng tôi nói lời cảm ơn tới Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam đã luôn tạo điều kiện cho chúng tôi để có thể tổ chức giải đấu một cách tốt nhất. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã yêu thương, đã đưa tin trong mỗi sự kiện, mỗi trận đấu của chúng tôi. Cảm ơn các câu lạc bộ, cảm ơn các võ sĩ, các bạn là những người đã tạo nên giải đấu của chúng tôi bây giờ và mãi mãi sau này. Cảm ơn các quý vị khán giả luôn đồng hành. Và chúng tôi muốn nói với quý vị rằng với tư cách là nhà tổ chức, chúng tôi đã tạo ra một giải đấu chuyên nghiệp nhất từ trước tới nay, một giải đấu võ thuật có thể nói là chưa từng có tại Việt Nam. Và giải đấu này của chúng tôi đi xa tới đâu và giải đấu này có trở thành huyền thoại hay không phụ thuộc vào sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và giải đấu của chúng tôi có thể tạo ra những võ sĩ huyền thoại hay không phụ thuộc vào sự tất hiến của các võ sĩ. Và chúng tôi hy vọng rằng những quý vị khán giả đã yêu MMA hãy yêu thêm. Và một mong muốn nho nhỏ của chúng tôi ở mùa giải này thôi, quý vị hãy là những sứ giả truyền thông của MMA Việt Nam để giới thiệu với những người thân của mình về MMA, cho họ xem những trận đấu tuyệt vời của chúng tôi, và một lần nào đó hãy mời họ đến trực tiếp theo dõi những trận đấu được diễn ra tại Lồng Bát Giác để mang lại những cảm xúc đặc biệt và biến họ trở thành những fan hâm mộ của MMA Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay lớn nữa để cùng cảm ơn anh Võ Thành Trung. Xin cảm ơn anh ạ. Năm 2023 vừa rồi thì mình đã gặp chấn thương và mình không thể tiếp tục nối tiếp 2 trận thi đấu tiếp theo. Thì đây là điều tiếc nuối nhất của mình. Mình đi tới đâu hay tới đó, nhưng mà mục tiêu của mình vẫn là chạm tới chiếc đai vô địch hạng cân 60kg nào. Bùi Trường Sinh là một tài năng, cậu ấy là một võ sĩ khôn khéo, cậu ấy là một võ sĩ thi đấu rất là bình tĩnh. Cậu ấy không bị lo sợ, không bị tâm lý trước trận đấu. Có áp lực chứ, nhưng mà mình nghĩ là mình đánh đứng là hơn Lượng, nhưng mà đánh nằm thì mình Lượng có vẻ là hơn mình, nên là trận đấu sẽ có thể là hấp dẫn. Cậu đây là đánh kèo Sapo, thì kèo Sapo giống như trận đánh knockout Lê Văn Tuần bằng đòn đá Leverkick. Mình nghĩ là Trường Sinh nếu như cho cậu ấy có cơ hội đủ cự ly thì cậu ấy sẽ thể hiện rất là tốt về các vũ khí của mình. Hạng cân 60 thì Lượng với lại Robson là hai đối thủ nặng ký nhất với mình này. Mình muốn thắng Ngọc Lượng và tái đấu lại với Robson. Hai Bùi Trường Sinh, anh mong là hai anh em mình sẽ có một trận đấu cống hiến cho mọi người xem thật là đẹp mắt và cố gắng hết mình. Quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những hình ảnh giới thiệu về trận đấu quan trọng nhất, trận mên cạc trong buổi tối ngày hôm nay giữa Trần Ngọc Lượng và Bùi Trường Sinh. Đó là trận đấu cuối cùng để chúng ta chờ đợi, nhưng chúng tôi tin rằng những cặp đấu ngay sau đây hoàn toàn là những cặp đấu mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Và bây giờ hãy để điều bất ngờ đầu tiên tiếp theo sẽ lên sân khấu của chúng ta, lên Lồng Bát Giác này. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đầu tiên một kiện tướng Jiu-Jitsu quốc gia ở góc đài đỏ. Hãy cùng chào đón, và đó là Phan Thanh Tùng.
chúng ta đang đến với những hình ảnh của Phan Thanh Tùng, một thành viên của Việt Nam Top Team Hà Nội. Võ sĩ sinh năm 1993, với chiều cao 1m65 và sải tay là 165cm. Và hiện nay, Phan Thanh Tùng đang là kiện tướng Jiu-Jitsu quốc gia. Của Phan Thanh Tùng ở góc đài màu xanh đến từ một lò đào tạo rất nhiều những võ sĩ nổi tiếng, đó là võ đường Liên Phong. Góc đài xanh cùng chào đón Phạm Ngọc Cảnh. Phạm Ngọc Cảnh, võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong. Anh sinh năm 1993, với chiều cao là 1m60 và sải tay là 160cm. Đối mặt với một kiện tướng Jiu-Jitsu quốc gia Phan Thanh Tùng, Phạm Ngọc Cảnh đã có một chiến thắng submission tại sự kiện LC11. Vinh Quang sẽ gọi tên ai? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả của trận đấu này. Xin được giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Nguyễn Khánh Nguyên. Hai bác sĩ chú ý, chúng ta đã nắm rõ lực thi đấu đúng lực, nghe hiệu lệnh trọng tài, thi đấu thật hết mình và cống hiến. Chậm ra. Thôi. Và chúng ta đến với hạng A của LAN Championship 2024 với hai cái tên rất quen thuộc, đó là Phan Thanh Tùng và Phạm Ngọc Cảnh, một chuyên gia Jiu-Jitsu với một chuyên gia đánh nằm. Sẽ là một trận đấu rất khó đoán. Phan Thanh Tùng góc đài đỏ và Phạm Ngọc Cảnh ở góc đài xanh. Cuộc đối đầu mà sức hút của cặp đấu này trên mạng xã hội thậm chí còn vượt lên cả trận đấu chính ngày hôm nay. Cuộc đối đầu áp lực giữa hai đại diện của hai phòng tập có thể nói là tiêu biểu ở hai miền Nam Bắc. Rất cẩn trọng, đó là cách mà Thanh Tùng và Ngọc Cảnh đã nhập cuộc cho màn so găng này. Cả hai đều biết rõ về nhau, đều biết đối thủ của mình có thể làm được gì. Trước trận đấu này thì Thanh Tùng đã có rất nhiều những lời khiêu khích đến phía Phạm Ngọc Cảnh. Và bây giờ là thời điểm để anh buộc phải chứng minh rằng
mình có thể làm được điều đó. Nhưng bây giờ vừa rồi là một tình huống lật ngược rất tốt của Phạm Ngọc Cảnh. Phan Thanh Tùng được biết đến với khả năng đeo bám cực kỳ khó chịu. Thanh Tùng là kiện tướng Jiu-Jitsu quốc gia. Trong khi lần gần nhất thượng đài tại lần Championship thì Ngọc Cảnh cũng đã có một chiến thắng bằng submission trước một đối thủ rất mạnh, đó là Phạm Bá Hợi. Và bây giờ hai võ sĩ đang đưa nhau xuống sàn với ưu thế về vị trí thuộc về Thanh Tùng. Vừa rồi là một tình huống đánh trỏ khi nằm từ phía Phạm Ngọc Cảnh. Các võ sĩ ở Lion Championship ở hạng A cần phải lưu ý rằng đòn trỏ khi đánh nằm là không được phép. Chắc chắn vừa rồi, đòn trỏ vừa rồi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thi đấu của Thanh Tùng. Không rõ là Ngọc Cảnh vô tình hay cố ý, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của trọng tài Nguyễn Khánh Nguyên là như thế nào. Ông đã có những nhắc nhở dành cho đại diện của võ đường Liên Phong. Có lẽ đây là một giây phút không đáng có trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu được chờ đợi rất lớn từ những người hâm mộ. Vâng, với võ thuật tổng hợp với MMA thì việc các võ sĩ có những tình huống phạm quy như thế này thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng của trận đấu. Một đòn trỏ có thể khiến cho các võ sĩ hoàn toàn bị mất đi khả năng chiến đấu. Và vừa rồi Ngọc Cảnh đã vi phạm. Bây giờ thì Thanh Tùng đang nhận được sự chăm sóc y tế. Chúng ta sẽ cùng chờ xem quyết định là như thế nào. Đây sẽ là một tình huống tương đối phức tạp ở trên sàn đài và sẽ cần tới những quyết định của ban tổ chức cũng như là hội đồng trọng tài để mọi chuyện có thể diễn ra một cách trôi chảy. Rõ ràng tình huống đánh trỏ vừa rồi là cố ý. Luật đánh trỏ nằm không phải là một luật thi đấu mới được áp dụng. Sự thay đổi về luật trong năm 2024 rõ nhất là đối với các võ sĩ hạng B khi họ không được phép đánh bất kỳ một đòn trỏ nào. Còn luật đánh trỏ nằm vốn đã được áp dụng từ năm 2023. Phạm Ngọc Cảnh đã có 5 trận đấu tại Lion Championship nên không thể nói anh không biết luật hay quên mất được. Một võ sĩ chuyên nghiệp không được phép có những sai lầm như vậy. Và Phan Thanh Tùng đã ra dấu là anh không thể tiếp tục thi đấu vì vùng mắt của anh bị tổn thương quá nặng. Gần như Thanh Tùng đã chỉ còn nhìn được bằng một mắt thôi. Một đòn trỏ vào thẳng vùng mắt tới từ Ngọc Cảnh và khiến cho Phan Thanh Tùng vào lúc này đã mất đi thị lực tạm thời ở vùng mắt trái. Điều tôi đang thắc mắc và tôi tin chắc rằng rất nhiều khán giả cũng đang đặt câu hỏi rằng các trọng tài sẽ xử lý như thế nào nếu Phan Thanh Tùng không thể tiếp tục thi đấu khi mà trận đấu mới chỉ được trôi qua 1 phút 13 giây. Theo cảm quan cá nhân của tôi thì nhiều khả năng trận đấu sẽ được tạm hoãn và thi đấu ở một sự kiện khác. Tất nhiên đó là ý kiến cá nhân thôi, còn hiện tại hội đồng trọng tài đang họp với nhau. Trưởng ban hội đồng trọng tài ông Ngô Viết Phú đang có những trao đổi cùng với các quan chức của Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam. Chúng ta có thể nhìn thấy sau những khoảng thời gian vừa rồi thì hiện tại mắt của Phan Thanh Tùng vẫn chưa thể mở ra được. Thực sự đây là một tình huống rất đáng tiếc. Nếu đòn trỏ vừa rồi được thực hiện một cách gọn gàng ở tư thế đứng thì có thể khẳng định rằng chắc chắn đó sẽ là một lợi thế rất lớn đối với Phạm Ngọc Cảnh. Tuy nhiên nó lại tung ra ở một tư thế không được phép. Chúng ta không trách quá nhiều Phạm Ngọc Cảnh. Đây là một tình huống diễn ra nhanh trong một trận đấu của Lion Championship giữa bầu không khí rất căng thẳng, rất nóng của nhà thi đấu Rạch Miễu. Thì đôi khi các võ sĩ với một tâm lý hưng hực, tinh thần chiến đấu của mình hoàn toàn có thể quên mất đi những điều cơ bản. Dù sao thì đây cũng là một tình huống đáng tiếc và chúng ta sẽ cần chờ đợi vào quyết định của những người có trách nhiệm của ban tổ chức để có một phương án hiệu quả nhất, hợp lý nhất cho màn so găng này. Thực sự là anh Phương Đạo ạ, tôi đang cảm thấy khá là hụt hẫng. Bởi vì dù sao
là một người theo dõi các hoạt động ở trên fanpage của Lion Championship, thì khi mà trận đấu của Ngọc Cảnh và Thanh Tùng được công bố là trận đấu được công bố sau so với trận đấu chính ngày hôm nay giữa Trần Ngọc Lượng và Bùi Trường Sinh, thì hiệu ứng của những khán giả, hiệu ứng và cả những tương tác ở cặp đấu này thậm chí còn lớn hơn cả trận đấu giữa Trần Ngọc Lượng và Bùi Trường Sinh. Vậy nên biến cố xảy ra vào thời điểm này và theo cách này rõ ràng không phải là điều may mắn đối với sự kiện của chúng ta và dĩ nhiên với cả hai võ sĩ nữa. Đúng là không ai có thể nghĩ trận đấu bị gián đoạn bởi một cái lỗi rất sơ đẳng này của Ngọc Cảnh. Cả hai võ sĩ đều là những người giàu kinh nghiệm, giàu thành tích, rất tài năng và cũng rất cá tính. Họ đều đã có những lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, cũng có một lượng fan của riêng mình và cũng là đại diện của hai lò võ, hai câu lạc bộ rất nổi tiếng của hai miền Nam và Bắc. Và có đấu. Có vẻ như tổ chuyên môn đã có được quyết định của mình. Hội đồng trọng tài cùng với đội ngũ y tế đang có những trao đổi cùng với Phan Thanh Tùng để đưa ra quyết định cuối cùng. Liệu Phan Thanh Tùng có thể tiếp tục thi đấu hay không? Hay là anh sẽ yêu cầu được đấu lại vào một ngày khác? Bởi rõ ràng đây là tình huống mắc sai lầm của Ngọc Cảnh và khiến cho Thanh Tùng gặp bất lợi rất lớn. Và như vậy nhiều khả năng sẽ là no contest, trận đấu này sẽ không có kết quả trong ngày hôm nay. Và nhìn từ khẩu hình của trọng tài Nguyễn Khánh Nguyên thì chúng ta cũng có lẽ là đoán được phần nào kết quả của trận đấu này. Thưa tất cả quý vị và các bạn, sau khi mà tổ chuyên môn đã họp bàn với sự cố vừa rồi thì kết luận cuối cùng của tổ chuyên môn đó là trận đấu này sẽ không có kết quả và chúng tôi sẽ tổ chức cặp đấu này trong một sự kiện khác. Chúng tôi vẫn mong tất cả quý vị dành một tràng tay cho cả hai võ sĩ ạ. Họ sẽ tái đấu trong một sự kiện khác ạ. Thưa tất cả quý vị và các bạn, sự an toàn của các võ sĩ luôn là những ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức. Và để tạo ra sự công bằng như chúng tôi đã thông báo, trận đấu này sẽ được rời sang một sự kiện khác để đảm bảo sức khỏe của cả hai võ sĩ đều tốt nhất. Và thưa quý vị, bây giờ vẫn còn rất nhiều những cặp đấu tuyệt vời đang chờ đợi của chúng ta ở phía trước. Ví dụ, cặp đấu ngay sau đây là một ví dụ. Chúng ta sẽ gặp gỡ với một cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đây sẽ là hạng cân 77kg dành cho nam. Và ở góc đài đỏ sẽ cùng chào đón Jesse Zambano. Jesse Zambano, một thành viên của Việt Nam Top Team Hà Nội. Võ sĩ sinh năm 1998, với chiều cao là 1m80 và sải tay là 178cm. Hiện nay, võ sĩ đang đứng thứ hạng 12 ở hạng cân 77kg dành cho nam. Và như đã giới thiệu, đây là một cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.
Một cựu thủy quân lục chiến sẽ gặp một cỗ xe tăng. Ai sẽ là người giành thắng lợi? Một thành viên của Tank Club Thành phố Hồ Chí Minh góc đài xanh, và đó là Đặng Hoàng Minh. Đặng Hoàng Minh là một thành viên của Tank Club Thành phố Hồ Chí Minh. Võ sĩ sinh năm 1994, với chiều cao là 1m70 và sải tay là 170cm. Hiện nay, Đặng Hoàng Minh đang đứng ở vị trí thứ 6 trong hạng cân 77kg dành cho nam. Và anh cũng đã có một chiến thắng knockout kỹ thuật trong sự kiện gần nhất LC09. Thú vị, liệu rằng các võ sĩ của chúng ta có sử dụng hết tất cả các hiệp thi đấu hay không? Tất cả sẽ phải chờ đợi. Xin được giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Hoàng Mạnh Tùng. Hai bạn thi đấu đúng luật, nghe lệnh của tôi. Em play. Dạ. Một trận đấu có sự góp mặt của đại diện đến từ nước ngoài, đó là Jesse James Bernal, võ sĩ của nước Mỹ với thể hình cực kỳ ấn tượng. Và chúng ta sẽ cùng xem đại diện của Việt Nam Đặng Hoàng Minh sẽ làm như thế nào trước đối thủ từng là cựu thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ. Jesse James Bernal đã có một màn ra mắt không thể ấn tượng hơn khi áp đảo hoàn toàn đối thủ Đỗ Thành Trương trong trận đấu ra mắt của anh. Trong khi đó thì Đặng Hoàng Minh được biết đến với một võ sĩ cực kỳ lì lợm. Pha áp sát đầu tiên, mặt trận rất hay của Hoàng Minh và khiến cho James Bernal đang ngã xuống sàn. Nhưng Bernal cực kỳ khôn ngoan và tinh quái, anh đã bắt được chân của Hoàng Minh. Lúc này thì Đặng Hoàng Minh đang cố gắng ngồi dậy thì cái chân trái của anh đang bị tóm bởi Jesse James Bernal. Có vẻ như Jesse đang rất quyết tâm để đánh vào cái chân trái của Đặng Hoàng Minh. Dù vậy thì cái chân còn lại của anh cũng chưa thể kiểm soát được đối thủ. Một tình huống Niba, cố gắng để thực hiện một đòn Niba. Niba không thành công, lập tức Jesse James Bernal đã chuyển sang bẻ cổ chân rồi. Đặng Hoàng Minh tôi cảm giác như anh ấy ta hơi nóng vội và có phần thiếu tính toán. Với Jesse James Bernal, một chuyên gia wrestling, thì Đặng Hoàng Minh cần phải bình tĩnh hơn. Cảm giác hơi nóng vội của Hoàng Minh và dần dần sẽ tạo những thời cơ cho Jesse James Bernal, một chuyên gia địa chiến như thế này. Jesse vẫn rất kiên quyết tấn công vào cái chân của Đặng Hoàng Minh và anh đã có thể đứng dậy thành công. Tuy nhiên lúc này thì chính Đặng Hoàng Minh mới là người muốn kéo trận đấu xuống sàn. Những đòn đấm của Đặng Hoàng Minh. Hoàng Minh tỏ ra rất quyết tâm, trong khi Jesse James Bernal vừa không thành công trong nỗ lực side control của mình. Một tình huống khóa vai của Đặng Hoàng Minh không cho Jesse có nhiều cơ hội để di chuyển. Cho tới lúc này, số lượng đòn đánh mà võ sĩ của Việt Nam tạo ra là nhiều hơn so với Jesse James Bernal. Tuy nhiên chúng ta vẫn đang thấy Jesse James Bernal cực kỳ bình tĩnh. Hai cái chân của Đặng Hoàng Minh vẫn chưa thể khống chế được hoàn toàn phần thân trên của Jesse. Và lúc này thì tay đấm người Mỹ bắt đầu tung những cú ground pound, những đòn đấm từ trên xuống về phía Đặng Hoàng Minh. Đặng Hoàng Minh đã có một vị trí rất bất lợi, dồn sát lồng. Và
có không gian để cho James Bernal thực hiện ground and pound. Càng thế này thì thể lực của Đặng Hoàng Minh sẽ càng bị suy giảm. Và như vậy là lên mao thành công. Tư thế có thể gọi là tư thế yêu thích của Jesse Zambono trong trận đấu trước. Rất dễ dàng để có thể bắt lưng được Đặng Hoàng Minh. Nỗ lực xoay người của Hoàng Minh đã khiến anh mất cái lưng. Và bây giờ là Renek Chok. Renek Chok cho Jesse James Bernal. Khá khó hiểu khi Đặng Hoàng Minh không cố gắng gỡ cái tay ra. Submission với thắng lợi dành cho Jesse James Bernal. Võ sĩ người Mỹ đã có thắng lợi thứ hai của mình tại Lion Championship. Anh rất dễ dàng submission với tình huống Renek Chok đối với Đặng Hoàng Minh. Chúng ta đã có dự cảm về việc Đặng Hoàng Minh phần nào đó hơi nóng vội và thiếu đi những toan tính trong từng động tác xử lý của mình. Và quả thực anh đã rất sơ hở trong tình huống mất lưng này. Trên thực tế thì Đặng Hoàng Minh đã có lúc làm tốt trong những pha phòng thủ. Tuy nhiên tình huống để mất lưng khá khó hiểu. Và đặc biệt là để cho Jesse tóm lấy cái cổ của mình. Và như vậy là anh có phải trả giá. Đúng rồi, điều tuyệt vời vẫn đang xuất hiện. Và chúng ta đã có một chiến thắng submission. Chúc mừng gấp đài đỏ Jesse Zambano. Đã có hai cặp thi đấu, một chiến thắng knockout kỹ thuật và một chiến thắng submission. Đó chính là những điều mà chúng ta đang có tại Lion Championship 2024. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp thi đấu thứ tư ở hạng cân 60kg dành cho nam. Bây giờ hãy cùng chào đón gấp đài đỏ một thành viên của võ đường Phi Ngọc Long, và đó là võ sĩ Lê Văn Toàn. Nay Lê Văn Tuần, một thành viên của võ đường Phi Ngọc Long, anh đang đứng ở vị trí thứ 3 ở hạng cân 60kg dành cho nam. Võ sĩ sinh năm 1994 với chiều cao là 1m69,
cùng với sải tay là 167cm. Tại sự kiện gần nhất LC05, anh đã để thua knockout. Của Lê Văn Tuần, võ sĩ đến từ góc đài màu xanh, một thành viên của võ đường Liên Phong. Hãy cùng chào đón võ sĩ Trần Minh Nhật. Võ sĩ Trần Minh Nhật sinh năm 1989, thành viên tiếp theo của võ đường Liên Phong sẽ tham gia thi đấu trong tối ngày hôm nay với chiều cao 1m75 và sải tay 175cm. Trần Minh Nhật đang đứng vị trí thứ 6 ở hạng cân 60kg dành cho nam và anh cũng đã có một trận thua điểm tại sự kiện LC07. Chào đón thượng đài Trần Minh Nhật. Không phải ai lên lồng bát giác cũng giành chiến thắng, nhưng tại Lion Championship sẽ luôn có cơ hội để các bạn khẳng định và giành chiến thắng. Tối nay là một cơ hội như vậy. Vinh Quang sẽ gọi tên ai? Hãy cùng chờ đợi. Bây giờ xin được giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Nguyễn Văn Tuấn. Hai vận sĩ chú ý, thi đấu luật, lắng nghe huấn luyện, chậm gọn. Lê Văn Tuấn và Trần Minh Nhật, hai võ sĩ đã rất quen mặt tại Lion Championship ở hạng cân 60kg dành cho nam. Người xếp hạng 3, người xếp hạng 6 và họ đang cố gắng để có thể hướng tới thêm một chiến thắng nữa tại sự kiện MMA danh giá nhất Việt Nam này. Chúng ta cùng bước vào hiệp đấu đầu tiên trong màn so găng giữa Văn Tuấn và Minh Nhật. Văn Tuấn, võ sĩ góc đài đỏ và Minh Nhật là võ sĩ ở góc đài xanh. Một trận đấu giữa hai gương mặt với lối đánh rất khó đoán và đặc biệt là đều công hiến. Tình huống đá thấp đầu tiên từ Lê Văn Tuấn. Ta có thể thấy lợi thế về thể hình, sải chân và sải tay của Trần Minh Nhật. Rất bất ngờ khi Lê Văn Tuấn là người chủ động cho tình huống áp sát và takedown đầu tiên.
Hai cú thẳng tay sau chính xác để mở ra một tình huống check down rất tốt của Văn Tuấn. Anh đang ép được Minh Nhật vào thành lồng rồi. Vị trí sẽ là rất khó cho Trần Minh Nhật. Thêm một đại diện khác của con đường liên phòng bước lên sàn đài của Lion Championship LC12 ngày hôm nay. Lê Văn Tuấn đã khi khép lại mùa giải 2023, anh đã có ý định giải nghệ, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định gắn bó với Lion Championship. Và chúng ta đã cho thấy, được thấy một Lê Văn Tuấn tích cực như thế nào trong một phút đầu tiên của trận đấu với Trần Minh Nhật ngày hôm nay. Minh Nhật cũng rất khôn ngoan với tình huống giữa thành lồng để thoát ra khỏi vị trí bị lấy màu tới từ Lê Văn Tuấn và đứng lên được rồi. Một pha xử lý tuyệt vời của đại diện đến từ võ đường liên phòng. Bây giờ thì Minh Nhật mới là người ép được Lê Văn Tuấn vào thành lồng. Một trong những khả năng nổi bật nhất của Trần Minh Nhật đấy là lối thi đấu sáng tạo và ngẫu hứng. Rất khó để có thể đoán được tay đấm từ võ đường liên phòng sẽ làm gì. Thực tế, chúng ta vẫn còn nhớ cú knock down của Trần Minh Nhật đối với Vũ Lê Văn ở mùa giải 2022. Thực tế với Lê Văn Tuấn thì khả năng đánh nằm của anh cũng còn là một dấu hỏi, cũng chưa phải là một khả năng tốt. Đã có đòn trỏ tới từ Minh Nhật. Tuy nhiên đòn trỏ ở tư thế đứng là được phép đối với các võ sĩ hạng A. Và đang là những tình huống ép Minh Nhật vào thành lồng của Lê Văn Tuấn. Hai võ sĩ thay nhau đổi vị trí. Và vào lúc này chúng ta vẫn chưa thực sự chứng kiến một cái tên nào tạo ra được ưu thế ở trên sàn đài. Sự giằng co là rất rõ ràng cho đến lúc này khi mà thể lực của cả hai vẫn còn đang sung sức. Ở hai lần ra sân gần nhất tại đấu trường Lion Championship thì cả Văn Tuấn và Minh Nhật đều đã phải nhận những thất bại. Đó là thất bại trước Trần Ngọc Lượng ở LC07 dành cho Minh Nhật. Chính xác, Lê Văn Tuấn đã đánh bại Dương Thanh Hùng ở LC08. Trận đấu trở về tư thế đối mặt. Tình huống đổi tấn khá khó đoán của Trần Minh Nhật. Một tình huống body kick của Lê Văn Tuấn. Những pha ra đòn rất nặng bằng cả tay lẫn chân của Lê Văn Tuấn. Trong khi đó Minh Nhật dù có thể hình tốt hơn và chiều cao tốt hơn, tuy nhiên chúng ta thấy võ sĩ này chưa được thoải mái và tự tin cho những tình huống đánh đứng. Bốc lên rất tốt và bốc cả người đối thủ lên tới từ Trần Minh Nhật. Và bây giờ anh cố gắng để lấy màu khi đã side control được rồi. Những tình huống take down chứ danh của Trần Minh Nhật cuối cùng cũng đã xuất hiện. Huống gối rất khó chịu của Trần Minh Nhật. Lê Văn Tuấn khá khôn ngoan với pha khóa chân của mình, nhưng Minh Nhật như anh nói cực kỳ khó đoán và vô cùng ngẫu hứng. Anh lập tức có những pha gối vào mạng sườn của đối phương và khiến cho Lê Văn Tuấn bây giờ không còn duy trì được vị trí thuận lợi mà anh vừa tạo ra nữa. Cần phải lưu ý rằng khi ở dưới mặt sàn đối với các võ sĩ hạng A thì những đòn đánh trỏ và những đòn chân vào vùng đầu là không được phép. Và như vậy Trần Minh Nhật đã khai thác rất tốt luật thi đấu này. Anh tung những đòn gối vùng sườn của đối phương. Và cho đến hiện tại thì có thể nói lượng sát thương mà Trần Minh Nhật tạo ra đã ưu thế hơn hẳn so với Lê Văn Tuấn ở trong hiệp 1 rồi. Chắc chắn tình huống check down đẹp mắt vừa rồi sẽ mang về một điểm số khổng lồ cho Minh Nhật và đã cố gắng để lấy màu. Chưa thể lấy full màu. Chưa thể lên full màu, nhưng vị trí này đã là đủ để anh có thể tì nốt cái chân trái của Lê Văn Tuấn và lấy full màu rồi. Còn 13 giây. Raw and Power bắt đầu là những tình huống ra gạo trong 10 giây cuối cùng của hiệp đấu này. Có vẻ Lê Văn Tuấn sẽ trụ được. Chắc chắn hiệp 1 không phải là của võ sĩ đến từ võ đường Phi Ngọc Long. Chúng ta đã được chiêu đãi một màn so găng cực kỳ hấp dẫn giữa Lê Văn Tuấn và Trần Minh Nhật. Hai võ sĩ đã cống hiến tất cả trong hiệp 1 vừa rồi. Trong đó ưu thế đang thuộc về đại diện của võ đường liên phòng Trần Minh Nhật.
sự khôn ngoan, sự tinh quái và rất linh hoạt của võ sĩ này trong từng tình huống đang giúp anh phần đầu đó chiếm ưu thế trước Lê Văn Tuấn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã được thưởng thức một hiệp một trọn vẹn của hạng A, một hiệp đấu có thể nói là giải tỏa cho những cảm xúc bối rối của chúng ta trong những phút vừa qua. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống ép đài đầu tiên của Lê Văn Tuấn. Tưởng chừng Lê Văn Tuấn đã có thể giành lợi thế ở tư thế này, nhưng không. Chúng ta có thể thấy là cái cách mà Minh Nhật thoát ra khỏi những vị trí khó là khôn ngoan và nhanh như thế nào. Anh dường như có được dự cảm và dự đoán trước được đối thủ sẽ làm gì để thực hiện những động tác di chuyển vừa đủ để khiến cho Văn Tuấn gặp khó. Quãng nghỉ giữa hai hiệp đã hết rồi và chúng ta cũng bước vào hiệp đấu thứ hai trong màn so găng ở hạng A, hạng cân 60kg cho nam giữa Lê Văn Tuấn và Trần Minh Nhật. Năm phút của hiệp hai bắt đầu. Một tình huống đá cao từ Lê Văn Tuấn và Trần Minh Nhật đã có thể phản công. Một pha lên chân khá khó hiểu của Minh Nhật khi anh đang ở thế áp sát với đối phương. Đó là một tình huống đá trẻ, phần nào đó khiến cho Văn Tuấn lại bị bất ngờ. Lại tiếp tục một pha đá trẻ nữa tới từ Minh Nhật. Một tình huống Superman elbow. Minh Nhật vẫn phòng thủ được các pha tấn công bất ngờ của Lê Văn Tuấn. Nhưng có cảm giác như Minh Nhật lại đang xử lý không hợp lý một chút nào trong hiệp 2 này. Anh đang tấn công không hiệu quả và để cho đối phương có rất nhiều cơ hội phản đòn. Văn Tuấn đang chủ động chờ đợi đối phương tấn công để có những pha phản đòn hiệu quả. Vừa rồi là hai cú đấm rất tốt của Văn Tuấn. Ngay lập tức khi vừa chuyển từ thế tấn Orthodox chuyển sang thế tấn Orthodox thì Minh Nhật đã dính một đòn phá trụ từ Lê Văn Tuấn. Và bây giờ là câu trả lời của đại diện từ vận động Liên Phong. Tiếp tục là một pha slam chăng? Không phải là slam nhưng đã kéo được Lê Văn Tuấn xuống sàn rồi. Có vẻ như Lê Văn Tuấn đã thấm mệt rồi. Một cuộc chiến thể lực, một cuộc chiến giữa hai võ sĩ đang rất quyết tâm và họ thực sự là cân tài cân sức. Anh Đăng Khánh ạ. Tuy nhiên cho đến lúc này thì có thể thấy Trần Minh Nhật vẫn đang xử lý tốt hơn trên mặt sàn, không hề vội vã để lấy được sai con trồn. Trần Minh Nhật cần lưu ý rằng ở tư thế này thì anh không được phép đánh trỏ dưới bất kỳ hình thức nào. Vừa rồi là một vài động tác có lẽ là không rõ ràng nên trọng tài đã không bắt lỗi đối với võ sĩ của võ đường Liên Phong. Tư thế nó sao và chuyển sang sai con trồn. Quá linh hoạt và đang khiến cho Văn Tuấn thực sự tối tăm mặt mũi. Và lúc này ở trên sàn, Minh Nhật đang rất nhanh cho việc đổi tư thế. Dường như Trần Minh Nhật không muốn thực hiện một đòn siết nào cả, mà thay vào đó anh muốn kiểm soát đối phương bằng tư thế crucifix và liên tiếp là những cú đấm từ trên xuống. Rất khó đoán. Và cuối cùng chúng ta đã chứng kiến chiến thắng bằng knock out kỹ thuật tới từ Trần Minh Nhật. Đi cùng với đó là động tác mừng cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ giải trí. Một trận đấu tuyệt vời, Minh Nhật đã khiến cho Lê Văn Tuấn hoàn toàn tối tăm mặt mũi. Không thể đoán trước được võ sĩ của võ đường Liên Phong sẽ làm gì. Và cuối cùng là một loạt những tình huống giã gạo khiến cho trận đấu phải khép lại bằng thắng lợi knock out kỹ thuật cho Trần Minh Nhật. Có vẻ như Lê Văn Tuấn không đồng ý với quyết định của trọng tài Nguyễn Văn Tuấn. Khá đáng tiếc là quyết định đó đã được đưa ra. Nhưng đó là quyết định hợp lý thôi. Tôi tin là như vậy bởi nếu có thêm 5 tới 10 giây nữa thì Văn Tuấn cũng khó lòng thoát ra được. Khi hoàn toàn anh bị khóa chặt hai cánh tay của mình rồi và chỉ còn khuôn mặt để hứng chịu những cú giã gạo liên tiếp của Minh Nhật mà thôi. Một quyết định hợp lý của trọng tài Văn Tuấn để giữ cho Lê Văn Tuấn không bị ảnh hưởng tới sức khỏe.
một cặp thi đấu vô cùng công hiến. Trước khi một lần nữa nhắc lại kết quả, hãy dành cho họ một tràng pháo tay được không ạ? Vâng, thưa quý vị, chúng ta lại một lần nữa có một chiến thắng knock out kỹ thuật. Và bây giờ, một lần nữa cùng chúc mừng góc đài xanh Trần Minh Nhân. Quý vị, phía trước chúng ta còn hai trận đấu, trong đó có một trận đấu mên cạc. Nhưng trước đó, chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ ngay tại lồng bát giác này một gương mặt rất quen thuộc, người đang giữ đại vô địch hạng cân 52kg dành cho nữ. Và một tràng pháo tay của quý vị dành cho Nguyễn Thị Thanh Trúc. Cô gái của chúng ta thì vừa hoàn thành một chuyến tập huấn tại Mỹ về Việt Nam được khoảng một tuần nhỉ. Rồi, bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ hỏi Trúc một chút. Năm nay thì Trúc cảm thấy như thế nào khi mà chúng ta có sự góp mặt của rất nhiều những võ sĩ nặng ký, đặc biệt là trong hạng cân của Trúc? Em xin chào ban tổ chức, xin chào các khán giả ở nhà đấu cũng như là các khán giả ở đài truyền hình VTV Cap. Mỗi năm thì em vẫn biết rằng là tất cả vận động viên sẽ tiến bộ theo năm tháng. Thì đồng nghĩa với việc em không có cái sự lo lắng về cái mặt vận động viên tốt lên, mà em chỉ lo lắng bản thân mình chuẩn bị không tốt thôi. Nên người ta thường nói là đã là nhà vô địch, để giữ chức vô địch đó càng khó hơn. Nên em cũng đã có những cái sự chuẩn bị, có những cái chuyến tập huấn của mình để làm sao cống hiến một trận đấu tốt nhất có thể ở trong năm 2024. Và khi có nhiều vận động viên tham gia và tốt hơn, mạnh hơn, thì nó chứng minh rằng một điều là võ thuật MMA Việt Nam mình đang phát triển, và điều đó làm em rất là vui mừng. Vì em cũng là một phần rất là nhỏ trong cái công việc, trong cái công cuộc là cố gắng để phát triển võ thuật của Việt Nam mình lên.
Thì những cái trận đấu của em gặp những cái đối thủ mạnh hơn thì làm cho cái sự hưng phấn và cái sự cố gắng của mình nó sẽ quyết tâm hơn và mạnh mẽ hơn nữa. Chắc chắn là như vậy. Như Trúc vừa chia sẻ là trở thành nhà vô địch đã khó, giữ được đai vô địch còn khó hơn rất nhiều. Và chúng ta thì đang rất nóng lòng chờ đợi những trận đấu tiếp theo, được gặp gỡ với những đối thủ thực sự mạnh. Điều đó càng tăng cái sự hưng phấn, sự cố gắng của bản thân, đúng không? Và Trúc thân mến, phía trước chúng ta thì còn hai trận đấu. Trận đấu ngay sau đây sẽ là một trận đấu cũng được rất nhiều người chờ đợi, giữa Trần Trọng Kim và Võ Thanh Tùng. Với cá nhân Trúc thì Trúc sẽ nhận định như thế nào về cặp thi đấu này? Và theo đánh giá cá nhân của Trúc thì ai sẽ là người có khả năng cao giành thắng lợi? Sau những cái trận đấu 3 năm diễn ra thì em hiện tại đánh giá bạn Võ Thanh Tùng hiện tại đã đang cái tuổi rất là sung sức, rất là khỏe. Và Trần Trọng Kim thì là một anh rất, em rất là tôn trọng cái tinh thần tham gia võ của anh Trần Trọng Kim, bởi vì là anh, cái tuổi của anh cũng đã có thể là sẽ lớn tuổi nhất trong cái số vận động viên hiện tại. Nhưng rất yêu đời, lần nào lên sân khấu cũng cười, đúng không? Yeah. Nhưng mà theo kết quả thì nhận định của em đó là bạn Võ Thanh Tùng sẽ chiến thắng. Yeah. Và còn ở trận đấu hay nhất, trận đấu được chờ đợi nhất, trận đấu cuối cùng giữa Trần Ngọc Lượng và Bùi Trường Sinh, theo đánh giá cá nhân của Trúc thì sao? Dạ, theo đánh giá cá nhân của em thì hiện tại bạn Lượng sau cái một mùa giải vắng mặt thì bạn Lượng đã theo quá trình theo dõi thì em thấy bạn đã chuẩn bị rất là tốt, thì đánh giá của em là bạn Lượng sẽ chiến thắng trong trận chiến này. Vâng ạ. Và thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của Thanh Trúc. Và một lần nữa hãy dành những tràng vỗ tay để cùng cảm ơn Thanh Trúc ở trên lồng mắt giác ạ. Em xin cảm ơn ạ. Chào mọi người ạ. Vâng, thưa tất cả quý vị và các bạn, như đã chia sẻ thì chúng ta chuẩn bị đến với hai cặp thi đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là cặp thi đấu ở hạng cân 56kg dành cho nam. Hãy cùng chào đón võ sĩ đến từ MMA Biotown PFC Phú Quốc, góc đài đỏ, một người mà luôn nở nụ cười trên môi khi bước lên lồng bát giác, và đó là Trần Trọng Kim. Thưa quý vị, võ sĩ Trần Trọng Kim sinh năm 1988, với chiều cao là 1m64 và sải tay là 166cm. Hiện nay thì võ sĩ Trần Trọng Kim đang đứng ở vị trí thứ 5 trong hạng cân 56kg dành cho nam, và anh đã có một chiến thắng submission tại sự kiện LC10. Chào đón bước lên lồng bát giác, và đó là Trần Trọng Kim. Và đối thủ của Trần Trọng Kim ở góc đài màu xanh, một thành viên của Tank Club thành phố Hồ Chí Minh, hãy cùng chào đón võ sĩ Võ Thanh Tùng. We'll be right back.
Thưa quý vị các bạn, võ sĩ Võ Thanh Tùng đến từ Thanh Club, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh sinh năm 1994, với chiều cao 1m67 và sải tay là 160cm. Hiện nay anh đứng vị trí thứ 8 ở hạng cân 56g dành cho nam. Tại sự kiện gần nhất LC10, anh đã có một trận thua điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi, chào đón thượng đài Võ Thanh Tùng. Quý vị và các bạn, tất cả những kết quả trước khi trận đấu này diễn ra đều chỉ mang tính chất tham khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi cả hai võ sĩ. Họ sẽ đến với trận đấu trong buổi tối ngày hôm nay. Và ai sẽ là người giành thắng lợi? Xin giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Trần Đại Triều. Thi đấu đúng luật, nghe theo hiệu lệnh trọng tài, tuyệt đối không sử dụng đòn trỏ khi ở tư thế 5 hoặc 3 điểm chạm. Hãy cống hiến cho khán giả một trận đấu thật hay, chạm găng. Cách đây gần 1 tháng thì Trần Trọng Kim đã sinh nhật tuổi 36 của mình, một trong những võ sĩ lớn tuổi bậc nhất của Lion Championship 2024. Nhưng tuổi tác chỉ là con số thôi, và chúng ta vẫn thấy quyết tâm tới từ võ sĩ đến từ MMA Biotow NPFC Phú Quốc. Và ngày hôm nay anh sẽ đối mặt cùng đối thủ trẻ hơn mình tới 8 tuổi, đó là Võ Thanh Tùng, võ sĩ của Thanh Club ở góc Đài Xanh. Và hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu rồi, trận đấu hạng cân 56kg dành cho nam. Cả hai tay đấm đều sở hữu những lối đánh cực kỳ công hiến với khán giả. Và đặc biệt là Võ Thanh Tùng, người được mệnh danh sở hữu một tinh thần thép. Chúng ta vẫn còn nhớ trận đấu của Võ Thanh Tùng với Phan Thanh Tùng ở Lion Championship 10, khi mà Phan Thanh Tùng giở mọi ngón nghề của mình ra nhưng không thể kết thúc được Võ Thanh Tùng. Một tình huống phản đòn khá nguy hiểm từ Võ Thanh Tùng, nhưng trước đó cũng là một tình huống low kick rất tốt của Trần Trọng Kim. Lại là low kick của Trọng Kim. Võ Thanh Tùng là một cái tên có thể nói đã thể hiện được niềm đam mê đối với võ thuật, khi anh vốn không xuất thân từ một võ sĩ ở các môn võ đơn lẻ. Sau khi tìm đến với MMA thì Võ Thanh Tùng mới bắt đầu mài giũa kỹ năng của mình ở các môn như boxing hay kickboxing. Và vừa rồi là một tình huống thẳng tay sau rất nặng của Võ Thanh Tùng đã khiến cho Trọng Kim phần nào đó bị lạng choạng. Vẫn chỉ là những tình huống low kick của Trần Trọng Kim mà thôi. Vì vậy chúng ta có thể thấy được khả năng phòng thủ khá tỉnh táo của Trần Trọng Kim, đặc biệt là những pha tấn công bất ngờ bằng những đòn đá tầm thấp. Và cũng không thể quên tình huống kê chân trước đó khiến cho Võ Thanh Tùng có phần khựng lại. Tình huống áp sát đầu tiên, và nó được kết thúc bằng một đòn móc phải của Võ Thanh Tùng. Nhưng trước đó thì Trần Trọng Kim đã tỏ rõ ý đồ đánh trỏ của mình. Kết hợp đòn chân tay rất hay của Thanh Tùng, thẳng tay sau, và sau đó là một tình huống đá thẳng tốt của võ sĩ này. Trọng Kim thì chưa có nhiều những đòn đánh, chủ yếu vẫn là những pha low kick. Một tình huống áp sát có thể gọi là khá thô thiển tới từ Võ Thanh Tùng, nhưng rõ ràng nó đã khiến cho Trần Trọng Kim phải lùi lại. Thô nhưng hiệu quả là rất tốt. Hai cú đạp vào vùng bụng của Trần Trọng Kim. Chúng ta có thể thấy lời mời gọi của Võ Thanh Tùng. Trần Trọng Kim tại Lion Championship đã từng để thua trong một trận đấu mà anh bị tấn công vào vùng gan. Thời gian còn lại hiệp 1 vẫn là khá dài, và tốc độ của trận đấu này không cao, nhưng mỗi pha giật đòn của các võ sĩ đều có sức nặng là rất lớn. Chúng ta có thể nghe thấy rõ tiếng va chạm giữa ống đồng của hai võ sĩ với nhau. Hai kích tuyệt vời!
Một cú đá xuất sắc. Cú hai kích xuất sắc của Trần Trọng Kim đã khiến cho Võ Thanh Tùng đã bị loạng choạng, nhưng rất nhanh chóng đại diện của Thanh Club đã đứng dậy. Chiến thuật kinh điển, ngử dưới đánh trên. Và bây giờ thì Võ Thanh Tùng đã phải để ý ở cả hai vị trí rồi. Cái chân trái không còn toàn vẹn như trước nữa thì cả đùi trong và đùi ngoài của anh đã bắt đầu đỏ lên. Và cũng không thể quên cú lên chân đầy bất ngờ. Cú đá cao đầu tiên đã khiến cho Thanh Tùng khuỵu xuống. Một lời đáp trả rất mạnh mẽ của Võ Thanh Tùng. Hai đều cho thấy được sự tự tin của mình và đều đã có những động tác khiêu khích đối với nhau. Đó cũng là đòn tâm lý chiến thôi. Cả hai đều hiểu rõ đối thủ của mình nguy hiểm như thế nào. Vẫn chủ yếu là những đòn chân. Chúng ta có thể thấy cả hai đang đứng thế tấn ngược nhau. Võ Thanh Tùng đứng thế orthodox, còn Trọng Kim đứng thế southpaw. Và những cú phang chân sau sẽ rất uy lực. Trọng Kim vẫn rất bình tĩnh. Chiến thuật đưa trận đấu vào một tốc độ chậm rãi thế này là rất hợp lý với Trần Trọng Kim, võ sĩ 36 tuổi. Và đương nhiên rồi, nếu phải đua thể lực cùng với Thanh Tùng, đối thủ trẻ hơn anh 68 tuổi, thì sẽ là rất bất lợi. Và Trọng Kim đang có được một chiến thuật hợp lý để duy trì thể lực của mình cho một màn so găng được dự kiến sẽ kéo dài với Võ Thanh Tùng. Chúng ta vẫn còn nhớ trận đấu giữa Võ Thanh Tùng và Nguyễn Hoàng Thạch. Cả hai tung ra những đòn đánh có thể gọi là chém đinh chặt sắt. Thế nhưng chỉ cần một sai lầm của Hoàng Thạch đã giúp cho Võ Thanh Tùng có được chiến thắng bằng khóa xiết. Rõ ràng Trần Trọng Kim không muốn kịch bản đó xảy ra với mình. Trọng Kim kể từ đầu trận vẫn thủ rất cao tay. Và hiệp một khép lại bằng một đòn low kick quét trụ của Trần Trọng Kim đối với Võ Thanh Tùng. Một hiệp đấu mà tay đấm 36 tuổi đã thể hiện tốt hơn, đặc biệt là một tình huống high kick, cú đá cao hay nhất kể từ đầu buổi tối ngày hôm nay cho tới giờ, và khiến cho Thanh Tùng đã bị loạng choạng và chút nữa phải đo sàn. Nhưng sức trẻ, khả năng chịu đòn tốt đã giúp Võ Thanh Tùng vẫn có thể đứng vững. Nhưng nó cho thấy Trần Trọng Kim dù đã lớn tuổi nhưng không thể coi thường đại diện của MMA Đua Thao NPFC Phú Quốc. Chúng ta cùng nhau nhìn lại những pha ra đòn ấn tượng nhất của cái võ sĩ ở trong hiệp 1. Phải nói rằng tình huống lên chân này là một tình huống lên chân hoàn hảo. Chúng ta cùng theo dõi lại. Có thể tính là một tình huống knockdown rồi. Cả trận đấu, cả hiệp 1 thì Trọng Kim chỉ tung ra các đòn đá thấp và chỉ một đòn đá tầm cao, khiến cho Võ Thanh Tùng, ở góc nhìn của cá nhân tôi lúc này thì cú đá đó đã giúp cho Trần Trọng Kim có lý do để nhận được sự ưu thế trong hiệp 1 trên bảng điểm. Nếu như cú đá đó đi vào cằm nhiều hơn nữa thì có lẽ Võ Thanh Tùng sẽ rất khó đứng vững. Ít nhất thì anh vẫn may mắn khi không bị choáng hoàn toàn sau pha xử lý tuyệt vời của Trần Trọng Kim. Và chúng ta bước vào hiệp đấu thứ hai trong màn so găng hạng cân 56kg dành cho nam giữa hai võ sĩ Trần Trọng Kim và Võ Thanh Tùng. Tư thế thủ rất khó chịu của Trần Trọng Kim. Tư thế áp tay sát người và cằm, không vội vàng di chuyển để có thể phản ứng được với các tình huống lên chân hay ra tay bất ngờ của Thanh Tùng. Như đã nói thì Trọng Kim luôn duy trì một cự ly đủ tốt để hạn chế tầm đánh của đối phương. Và anh cũng áp sát rất chậm rãi, chờ đợi thời cơ. Cách thủ tay cao thế này cũng giúp cho Trần Trọng Kim luôn có được sự chủ động, chuẩn bị cho những pha tấn công của đối thủ. Tiếp tục là một đòn đá tầm cao bất ngờ. Cái lắc đầu của Thanh Tùng cho thấy rằng anh đã nhìn ra điều đó. Nhịp đấu khá chậm, tuy nhiên uy lực của những đòn đánh thì không thể đùa được. Trước đó trong trận đấu ở năm 2023 thì Võ Thanh Tùng đã đối đầu với Lê Huy Hoàng, một người
vừa là học trò và một người đồng đội của Trần Trọng Kim. Đó cũng là trận đấu đầu tiên giành được giải Fire of the Night. Cho tới lúc này thì Võ Thanh Tùng vẫn chưa thể có thêm được một tình huống thực sự nguy hiểm nào với Trần Trọng Kim ngoài những tình huống đá thấp bất ngờ. Tiếp tục hai đòn đá cao liên tiếp từ phía Trần Trọng Kim. Anh Nam Khánh có thấy Trần Trọng Kim ở giải lần này rất khác với Trần Trọng Kim ở những lần trước đó không? Một lối đánh toan tính nhiều hơn với một chiến thuật cực kỳ hợp lý, thay vì một Trần Trọng Kim luôn thi đấu tương đối cống hiến và phần nào đó là hơi ngây thơ ở những sự kiện trước. Trên thực tế thì đối với những võ sĩ có tốc độ cao, nếu chúng ta còn nhớ trận đấu giữa Trần Trọng Kim và Đinh Văn Hương hay Phạm Bá Hợi thì anh Trần Trọng Kim có thể nói là gặp sự bối rối khá nhiều. Nhưng vừa rồi rất đáng tiếc là một tình huống mà Trọng Kim đã phản ứng và cho rằng mình bị đá vùng hạ bộ. Và tôi nhìn thấy phản ứng của các nữ khán giả này cũng có thể hiểu đó là một vị trí mà Võ Thanh Tùng không nên tấn công vào, phạm quy rất rõ ràng. Trần Trọng Kim đã ngay lập tức yêu cầu dừng trận đấu để anh có thể bình tĩnh lại. Với một vị trí tấn công ở vùng hiểm như vậy sẽ khiến cho các võ sĩ gặp những vấn đề không hề đơn giản, sẽ là khá đau. Còn phản ứng của Thanh Tùng thì tin rằng mình không hề đá vào vùng cấm. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải theo dõi tiếp. Một tình huống phản đòn tốt của Trần Trọng Kim, né được cú đấm của Phan Võ Thanh Tùng và ngay lập tức trả bằng một đòn tay sau bằng tay trái. Theo tôi vừa quan sát thì Trần Trọng Kim đã không né được, anh cũng đã phải nhận một cú đấm rất nặng tới từ Võ Thanh Tùng. Cả hai đan miếng trả miếng và vẫn rất thận trọng đối với nhau. Võ Thanh Tùng trẻ hơn, khỏe hơn, nhưng chưa chắc đã tinh quái bằng Trần Trọng Kim. Và cho tới lúc này thì anh vẫn đang rất bình tĩnh, không vội vàng, không say đòn để tránh vào rơi vào những cái bẫy mà Trần Trọng Kim đang giăng ra. Võ Thanh Tùng rõ ràng là có đủ thể lực cho một trận đấu dài hơi. Vấn đề bây giờ chỉ là khai thác được, tìm được đường vào để tạo ra sát thương đối với Trần Trọng Kim mà thôi. Nóc luôn để khỏi phi sức thầy ơi. Thời gian còn lại của hiệp đấu thứ hai này vào khoảng gần một phút nữa. Hai kích rất nặng nhưng Trần Trọng Kim vẫn luôn có được sự chủ động với cánh tay của mình. Phản đòn rất hay, tấn công hay và phản đòn cũng rất hay. Vừa rồi cũng là một cú đá rất nặng mà chúng ta có thể nghe thấy được âm thanh của nó. Tiếp tục là một cú body kick rất nặng. Một tình huống đá xoay người, tình huống đá xoay người khá chủ quan. Và có vẻ như khuôn mặt của Võ Thanh Tùng đã dính một vết cắt rồi khi nhận một đòn trỏ của Trần Trọng Kim. Vết cắt không quá rộng nhưng lượng máu chảy ra không phải là ít. Biết người biết tà, toan tính hợp lý, đó là những gì mà Trần Trọng Kim đang thể hiện vào lúc này trên sàn đài. Võ sĩ 36 tuổi vẫn cho thấy mình đủ khả năng để chiến đấu cùng các đối thủ trẻ hơn trong cả 3 hiệp. Cuộc đua thể lực đang chứng kiến Trần Trọng Kim có những toan tính cực kỳ chính xác trước Võ Thanh Tùng. Có lẽ chúng ta nên xem lại tình huống mà Trần Trọng Kim đã tạo ra vết cắt đối với Võ Thanh Tùng. Vừa rồi là một đòn trỏ phản công.
Đúng là cái tên Trần Trọng Kim và Võ Thanh Tùng luôn đảm bảo cho chúng ta những trận đấu rất hấp dẫn, những trận đấu kéo dài với chất lượng chuyên môn cao. Và hai võ sĩ đã kéo nhau vào hiệp đấu thứ 3 rồi. Cho tới lúc này, theo cảm nhận của cá nhân tôi thì Trần Trọng Kim đang là người thể hiện tốt hơn trên sàn đài. Tất nhiên không thể phủ nhận những đòn đánh rất nặng của Võ Thanh Tùng, võ sĩ trẻ hơn. Nhưng Trần Trọng Kim lại cho chúng ta thấy được sự khôn ngoan trong việc tiếp cận với đối thủ và duy trì cự ly. Anh không tung đòn nhiều và chỉ cố gắng để tìm sơ hở của đối phương và tấn công vào đó. Các tình huống vào đòn của Võ Thanh Tùng rất quyết liệt. Có lẽ anh đang muốn đòi lại tình huống vừa rồi, nhưng vừa rồi lại là một pha vào đòn tốt nữa. Hai đòn đánh chính xác vào vùng mặt của Võ Thanh Tùng. Anh Nam Hành có thấy cái cách Trần Trọng Kim đưa đối thủ vào vị trí ưa thích của mình là hay như thế nào không? Võ Thanh Tùng nhấp nhả rất nhiều. Tuy nhiên vẫn chưa có sự bất ngờ nào về cự ly. Tất nhiên là đòn đánh của Võ Thanh Tùng đã rất nặng rồi, nhưng lại là một pha kê trỏ nữa. Tốc độ kê trỏ của Trần Trọng Kim là cực nhanh. Tham minh rất tốt của Trần Trọng Kim, và vào lúc này thì Võ Thanh Tùng đương nhiên sẽ không dám mạo hiểm với những pha áp sát. Cú đấm tốt nhưng Trọng Kim vẫn có thể né được và đưa tay lên đỡ. Một ý đồ tung cú head kick, một cú đá cao rất tinh quái của Trần Trọng Kim. Đây là lúc mà Võ Thanh Tùng chắc chắn sẽ phải tích cực hơn. Phần nào đó thì điểm số của Võ Thanh Tùng theo ý kiến cá nhân tôi là đang thua thiệt so với Trần Trọng Kim. Rõ ràng một tình huống knockdown ở hiệp 1 và vết cắt ở hiệp 2 cho thấy những sát thương mà Trần Trọng Kim tạo ra. Anh Phương Đạo có để ý không? Cho tới lúc này thì Trần Trọng Kim đang là võ sĩ có khả năng đánh trỏ có thể gọi là đa dạng và hiệu quả bậc nhất ở Lion Championship. Không nhiều võ sĩ có thể tự tin đánh trỏ được như vậy. Dù sao đây cũng mới là sự kiện đầu tiên của mùa giải này, nhưng những gì Trần Trọng Kim thể hiện quả thực ở một trình độ chuyên môn rất cao. Rõ ràng đã có quá nhiều sự thay đổi của Trọng Kim so với mùa giải trước. Trần Trọng Kim ở mùa giải 2024 này thực sự là một đối thủ rất nguy hiểm. Đối thủ của anh có thể bị đánh lừa bởi tuổi tác, bởi những gì mà Trọng Kim từng thể hiện trong những mùa giải trước. Nhưng ngày hôm nay thì Võ Thanh Tùng đang gặp quá nhiều khó khăn trước một Trọng Kim khó đoán, khó lường và cũng đầy nguy hiểm với những đòn trỏ cực nhanh của mình. Một pha kê chân chắc chắn là rất khó chịu đối với Võ Thanh Tùng. Thanh Tùng nhấp nhả khá nhiều nhưng chủ yếu vẫn tấn công bằng cái chân phải thôi. Và đó là lý do mà Trọng Kim rất dễ dàng có những tình huống phản đòn hay kê gối để khiến cho đối thủ bị hững. Ta có thể thấy Thanh Tùng là một sở thích, có những sở thích tung ra những cú đánh rất nặng. Và rõ ràng những tình huống đấm tay sau hay đá tay sau là điều có thể hiểu được. Và tôi tin rằng Trần Trọng Kim cũng đang dự đoán được điều đó. 1 phút 30 giây. Và ngay bây giờ những khán giả có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu cũng đang nín thở để chờ đợi những tình huống tấn công của cả hai. Lại là ý định cắm trỏ tới từ Trọng Kim, thêm đòn trỏ ngang nữa của Trần Trọng Kim đối với Võ Thanh Tùng. Nhưng vừa rồi thì tình huống đó, điểm tiếp xúc là không lý tưởng như mong muốn của Trọng Kim. Ý tưởng là hay nhưng thực hiện thì lại chưa được như mong đợi. Một phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 3. Chắc chắn rằng Võ Thanh Tùng muốn gỡ gạc lại đi những tình huống đã để cho Trần Trọng Kim ghi điểm. Và giờ thì là phản ứng của Võ Thanh Tùng với một cú đá mà anh cho rằng Trần Trọng Kim đã tấn công vào vùng hạ bộ. Chúng ta vậy là một đều thôi, một đều cho màn so găng này. Ở hiệp 2 thì Trọng Kim cũng phải khựng lại, và ở hiệp 3 này thì Thanh Tùng cũng khung lại rồi. Góc quay chậm cho chúng ta thấy đúng là Trần Trọng Kim đã có một pha ra đòn phạm quy, nhưng tôi nghĩ nó không nặng đến mức khiến cho Võ Thanh Tùng không thể tiếp tục thi đấu. Và dù sao chúng ta cũng còn
hơn 30 giây mà thôi. Và chúng ta chắc chắn không muốn một kết quả dừng trận đấu vì một đòn đánh phạm luật một lần nữa. Và chắc chắn rằng 30 giây cuối cùng này sẽ rất khó đoán. Một trận đấu kéo dài với tốc độ chậm nhưng không thể nói là thiếu hấp dẫn được. Hà Võ Sĩ đã có những màn trình diễn cực kỳ chất lượng. Về mặt kỹ chiến thuật, tất cả đều hoàn hảo. Và đây là thời gian tăng tốc của Võ Thanh Tùng. Thanh Tùng áp sát. Ý đồ không thể rõ ràng hơn của Võ Thanh Tùng. Có thể dùng từ đó là muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thanh Tùng đang điên cuồng tấn công nhưng làm thế nào đây khi vẫn là một trọng kim rất khôn ngoan và di chuyển cực kỳ hợp lý. Và ba hiệp đấu đã khép lại rồi. Hai Võ Sĩ không thể knock out được nhau nhưng họ đã cho chúng ta chứng kiến một màn so tài quá man nhãn về mặt chuyên môn. Và bây giờ hãy cùng chờ đợi điểm số từ các giám định để xem ai là người giành chiến thắng. Quý vị, một trận đấu mà đem đến chúng ta rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Và trận đấu này minh chứng cho một điều rằng Lion Championship dành cho tất cả mọi người. Một tràng pháo tay dành cho hai Võ Sĩ của chúng tôi được không ạ? Và sau cả 3 hiệp thi đấu, sau màn cân não, màn đọ thể lực, thì cuối cùng chúng ta đã có kết quả. Giám định 1, 29, 28, đỏ thắng. Giám định 2, 29, 28, đỏ thắng. Và giám định 3, 29, 28, đỏ thắng. Kết quả chiến thắng tính điểm đồng thuận, Trần Trọng Kỳ. Và không nằm ngoài dự đoán, Trần Trọng Kỳ. Đó là minh chứng cho việc hưng càng già càng cay. Chúc mừng Trần Trọng Kỳ.
với một cặp thi đấu vô cùng cảm xúc. Nhưng bây giờ mới là cặp thi đấu mà chúng ta chờ đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Ở hạng cân 65kg dành cho nam, quý vị còn sức để cổ vũ không à? Vẫn còn nguyên vẹn. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng chào đón võ sĩ ở góc đài đỏ, một thành viên của Sài Gòn Sport Club. Hãy cùng chào đón, và đó là Trần Ngọc Lương. Thưa tất cả quý vị và các bạn, trước khi đến với sự kiện này, Trần Ngọc Lượng đã có 3 chiến thắng liên tiếp. Một chiến thắng tính điểm ở LC05, một chiến thắng submission ở LC06 và một chiến thắng tính điểm ở LC07. Trần Ngọc Lượng sinh năm 1993 với chiều cao 1m65 và sải tay là 165cm. Hiện tại, anh đang đứng ở vị trí thứ 5 hạng cân 65kg dành cho nam. Sẽ xuất hiện trên lồng bát giác này một thành viên tiếp theo của võ đường Liên Phong góc đài xanh, và đó là Bùi Trường Sinh, một thành viên của võ đường Liên Phong. Anh sinh năm 1998 với chiều cao là 1m65 và sải tay là 160cm. Hiện tại ở hạng cân 65kg, anh chỉ đang đứng sau người giữ đài. Và hôm nay sẽ là trận đấu quan trọng nhất, một trận đấu mà chúng tôi tin rằng tất cả quý vị cũng đang chờ đợi. Trần Ngọc Lượng và Bùi Trường Sinh. Chào đón võ sĩ hạng cân 60kg dành cho nam, Bùi Trường Sinh. Và trận đấu cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, trận đấu hạng cân 60kg dành cho nam, ai sẽ là người giành chiến thắng? Hãy dành tất cả những sự cổ vũ nồng nhiệt nhất dành cho cặp đấu cuối cùng được không ạ?
Và thưa quý vị, xin được giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Ngô Viết Phú. Hai võ sĩ đã nắm rõ luật, không sử dụng kỹ thuật trò ở các tình huống graphite, lắng nghe hiệu lệnh của tôi. Thi đấu cống hiến, chạm găng. Trần Ngọc Lượng và Bùi Trường Sinh. Với tôi đây là cặp đấu diễn ra hơi sớm bởi hai người này đều xứng đáng ở những trận tranh đài khoảng cân 60kg tại Lion Championship. Hai võ sĩ với những kỹ năng cực kiến tượng của mình đã được thể hiện ở những giải đấu trước. Trần Ngọc Lượng đang có thành tích toàn thắng sau 3 lần thượng đài, trong khi đó Bùi Trường Sinh thì cũng đang là nhà đương kim á quân của hạng 60kg, anh chỉ xếp sau nhà vô địch Robson Oliveira mà thôi. Và ngay bây giờ chúng ta đến với trận đấu được mong chờ nhất trong buổi tối ngày hôm nay giữa Ngọc Lượng và Trường Sinh. Trần Ngọc Lượng, thể tấn Orthodox ở góc đài đỏ, và Bùi Trường Sinh, thể tấn Southpaw quen thuộc ở góc đài xanh. Một trận đấu mà cả hai dành rất nhiều sự tôn trọng cho đối phương. Cú đá cao đầu tiên từ phía Trần Ngọc Lượng. Bùi Trường Sinh có đánh giá rằng anh tin rằng kỹ thuật đánh đứng của mình tốt hơn Trần Ngọc Lượng, trong khi đó anh lại dành sự tôn trọng cho khả năng grappling của một võ sĩ đã quen với sàn đấu Jiu-Jitsu đến từ Saigon Sport Club. Phải nói rằng cả Ngọc Lượng và Trường Sinh là một trong là hai trong số những võ sĩ tương đối toàn diện của Lion Championship, đánh đứng tốt mà graphite cũng rất ổn. Sự thận trọng là điều chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong cách nhập cuộc của cả hai võ sĩ. Họ hiểu rõ về nhau, họ biết đối thủ của mình có khả năng như thế nào. Low kick rất nặng, tình huống ra chân rất nhanh, cái chân sau của Trần Ngọc Lượng đến cách hoàn toàn bất ngờ. Cả hai vẫn đang thi đấu khá thăm dò, và đây là lần đầu tiên Lion Championship áp dụng luật thi đấu 5 hiệp trong một trận đấu chính, không phải tranh đài. Chắc chắn điều đó là cần thiết để kiểm tra tư cách của một võ sĩ có khả năng đi thi đấu 5 hiệp cho các trận tranh đài sau này hay không. Và bây giờ thì cả Trần Ngọc Lượng và Bùi Trường Sinh đều phải đứng trước nhiệm vụ đó. Sẽ là một trận đấu với rất nhiều toan tính. Võ thuật không phải là chỉ có những đòn đánh, đòn đá hay đòn vật, mà còn là sự tính toán, là đầu óc nữa. Tôi đang có suy nghĩ rằng Bùi Trường Sinh và Trần Ngọc Lượng đang dành khá nhiều thời gian để thăm dò đối phương. Trong đó thì Trường Sinh có lẽ đang nhắm tới những cú uppercut và những cú gối bay, hòng chống lại các phá áp sát của Trần Ngọc Lượng. Một tình huống móc phượng trái rất nguy hiểm, khi mà mặt của Ngọc Lượng đã ngửa ra và dính cú móc trái của Bùi Trường Sinh. Một tình huống có những động tác giả rất hay, nhưng vừa rồi là một tình huống mà Ngọc Lượng cũng đã phần đầu đó phán đoán được và phản đòn rất chính xác. Một cú body kick đã knock out Lê Văn Tuần. Bùi Trường Sinh đã tung ra nó, và bây giờ những đòn đánh ở vế trái, ở cái tay sau và chân sau của Trường Sinh đã bắt đầu chạm được đến những vùng gây sát thương với đối phương. Thế chắn Ngọc Lượng sẽ phải bảo vệ khu vực gan của mình rất cẩn thận. Lê Văn Tuần đã từng dính một cú liver kick và không thể tiếp tục thi đấu. Áp sát của Ngọc Lượng, một móc trái rất tốt, và anh đã đưa trận đấu xuống sàn rồi. Takedown thành công với Bùi Trường Sinh. Bùi Trường Sinh cố gắng thoát ra, cố gắng đứng dậy. Rất khó khi cái chân trái của anh đã bị Trần Ngọc Lượng tóm lấy. Chúng ta còn nhớ rằng Bùi Trường Sinh đã bị Robson Oliveira takedown sau một tình huống gối bay, và Trần Ngọc Lượng vừa tận dụng điều đó. Còn chưa đầy 2 phút của hiệp đấu thứ nhất, và lúc này thì áp lực đang được Trần Ngọc Lượng tạo ra một cách triệt để. Chắc chắn là những trải nghiệm cùng với chuyên gia Jiu-Jitsu Robson Oliveira sẽ giúp cho Bùi Trường Sinh có thêm những bài học. Anh đã chia sẻ mình đã rút ra được rất nhiều điều cho thất bại submission trước Robson Oliveira. Tuy nhiên lúc này thì áp lực mà Ngọc Lượng tạo ra là rất lớn, và chúng ta cùng xem lời đáp trả của Bùi Trường Sinh. Anh vẫn cố gắng để không cho đối thủ có một vị trí tốt. Lúc này thì Trần Ngọc Lượng đã kiểm soát được phần thân trên của đối phương rồi. Lời nhắc, Trần Ngọc Lượng không được tấn công ở vùng sau đầu. Ý định
rất nhanh chóng từ bỏ ý định bẻ tay để tóm lưng đối phương. Còn hơn một phút, chúng ta thấy là Bùi Trường Sinh cũng có những phương án rất tốt để ngăn cản bị lấy lưng, nhưng mà lúc này anh vẫn gặp quá nhiều bất lợi. Một tư thế có thể gọi là ác mộng đối với bất kỳ võ sĩ nào nằm dưới. Bùi Trường Sinh bị kiểm soát thân người và cái tay phải của anh thì lại bị Trần Công Lượng khóa lấy. Tình huống lật người khá tốt nhưng Bùi Trường Sinh vẫn chưa thể thoát ra. Một lần nữa thì Ngọc Lượng lại lấy được lưng của Bùi Trường Sinh. Thoát được rồi, tạm thoát được rồi. Còn hơn 20 giây. Trần Công Lượng cần cẩn thận cho những cú áp kích và liên tiếp là những cơn mưa grand pound khi vượt qua được đôi chân của Bùi Trường Sinh. Đầy bất ngờ. Được chứng kiến mà so găng giữa hai võ sĩ hàng đầu của Việt Nam hiện tại, Trần Công Lượng và Bùi Trường Sinh, và đây là những gì diễn ra trong hiệp 2. Giống với hiệp 1, hai võ sĩ bắt đầu hiệp 2 tương đối chậm rãi. Sau những tình huống ở hiệp 1 thì rõ ràng Bùi Trường Sinh không muốn để trận đấu này rơi xuống sàn một lần nữa. Một đòn đá ngang. Trường Sinh đang liên tiếp thoát ra khỏi thế áp sát của Trần Ngọc Lượng. Rõ ràng việc bị quật ngã ở sát thành lồng không phải là một tình thế quá ổn đối với Bùi Trường Sinh. Hai cú đấm tốt tới từ Trần Ngọc Lượng. Sau đó là một tình huống gối bay nhưng không thành công của Trường Sinh. Ngọc Lượng vẫn đang rất chủ động. Bắt đầu có nhiều hơn sự chủ động tới từ võ sĩ của Sài Gòn Sports Club. Nhưng đây đã là lần thứ hai liên tiếp Ngọc Lượng để Trường Sinh thoát ra khỏi tư thế giữa lồng. Tất nhiên với một võ sĩ như Trường Sinh thì anh cũng có đủ kinh nghiệm để biết mình phải làm gì và đoán trước được đối phương đang có ý định như thế nào đối với mình. Giữ cự ly rất tốt. Một tình huống đấm khá nguy hiểm của Trần Ngọc Lượng, một đòn đấm tay sau. Một tay sau mà chúng ta có thể nghe rõ tiếng va chạm giữa cánh tay của Ngọc Lượng đối với khuôn mặt của Bùi Trường Sinh. Và không biết rằng anh Phương Đạo có cảm thấy không, nhưng dường như là mồ hôi của ai đó đã văng xuống tận bàn bình luận của chúng ta. Và tình huống áp sát tiếp theo của Trần Ngọc Lượng. Mở đầu bằng một cú thẳng tay sau quen thuộc, và Ngọc Lượng một lần nữa lại dồn được Trường Sinh vào thành lồng rồi. Một tình huống leg right đè chân đối phương. Có lẽ Trần Ngọc Lượng sẽ muốn tì lấy cái chân trái của Bùi Trường Sinh. Đây là một vị trí rất nguy hiểm. Nó giúp cho Trần Ngọc Lượng có tương đối nhiều phương án. Và bắt đầu là những tình huống grand pound.
kiểm soát được cái tay phải của Bùi Trường Sinh rồi. Trần Ngọc Lượng trong hiệp 1 đã bị nhắc nhở rất nhiều về các đòn đánh vào vùng sau gáy của Bùi Trường Sinh. Trước trận khi chia sẻ thì Ngọc Lượng cũng tự nhận mình đánh đứng không tốt bằng so với Bùi Trường Sinh do yếu tố thể hình. Nhưng khi xuống sàn thì chưa biết ai hơn ai. Như vậy là một lần nữa trọng tài Ngô Việt Phú đã phải có ý nhắc nhở. Tiếp tục là đòn đánh phạm quy của Ngọc Lượng đối với Bùi Trường Sinh, những cú đấm vào vùng sau đầu. Nhưng mà chính xác thì Bùi Trường Sinh đã bị nhắc nhở vì việc sử dụng trỏ của mình. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống giật trỏ. Đó là một tình huống giật trỏ không được phép. Và bây giờ thì Trần Ngọc Lượng sẽ được đưa về tư thế cũ. Rõ ràng rồi, khi một võ sĩ đang bị mất ưu thế bởi lỗi của đối phương thì chắc chắn rằng họ sẽ được đưa trở về tư thế cũ. Rất may là tình huống giật trỏ của Trường Sinh không đi trúng đích. Nếu không chúng ta sẽ lại mất đi một trận đấu hay. Nhưng vừa rồi thì tình huống dừng trận đấu lại mang tới lợi ích cho Bùi Trường Sinh. Anh đã có sự chủ động trong việc thoát ra. Và bây giờ thì Ngọc Lượng lại phải bắt đầu lại từ đầu, khi mà anh đã mất đi vị trí thuận lợi ở phía trên của đối thủ rồi. Rất khéo léo để áp sát, để vượt qua những cú áp kích của Bùi Trường Sinh. Cẩn thận với cái chân phải của mình. Bùi Trường Sinh đang cố gắng tấn công. Một tình huống bẻ chân của Trần Ngọc Lượng. Cả hai đang cố gắng bẻ chân nhau. Một cảm giác như Bùi Trường Sinh lại đang có ưu thế vào lúc này. Chưa hề chắc chắn. Trần Ngọc Lượng có thể đang tìm cách triển khai hiệu húc. Một đòn đánh được phép đối với các võ sĩ hạng A. Rất tiếc là không thể giữ được cái chân rồi. Còn hơn một phút của hiệp 2. Rất khôn khéo, không tiếp cận từ phía đôi chân. Trần Ngọc Lượng rất nhanh chóng xoay đối phương và một lần nữa đè được Bùi Trường Sinh xuống. Khả năng chống vật của Trường Sinh là rất tốt. Nhưng một lần nữa thì trọng tài lại yêu cầu trận đấu tạm dừng. Lần này là những lời nhắc nhở dành cho Trần Ngọc Lượng. Chúng ta xem lại tình huống thi đấu dưới sàn này. Một tình huống đánh trỏ giật trỏ ngược lên. Trọng tài đã trừ một điểm đối với Bùi Trường Sinh vì lần thứ hai anh có động tác đánh trỏ rất rõ ràng. Lần một có thể là vô tình, lần hai chắc chắn là tình huống cố ý của Bùi Trường Sinh. Và trọng tài Ngô Việt Phú đã rất quyết đoán trong việc trừ điểm đối với võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong. Một hiệp đấu bị gián đoạn tới hai lần vì những lỗi giật trỏ khi ở trong tư thế nằm của Bùi Trường Sinh. Và bây giờ thì anh tiếp tục phải đối mặt với những tình huống tấn công của Trần Ngọc Lượng. Sức ép là vẫn còn khi mà hiệp 2 còn khoảng 30 giây. Rất khó chịu. Trường Sinh mất lưng và vừa rồi đã phải di chuyển một cách tương đối khó khăn. Và tiếp tục là những pha áp sát của Bùi Ngọc Lượng. Ngọc Lượng đang thực sự quá khó chịu với pha áp sát của mình và thể lực của Trường Sinh có vẻ như đã đi xuống khá nhiều rồi. Với những gì đã diễn ra trong hiệp 2 này thì chúng ta có thể khẳng định vào lúc này điểm số đang là tốt hơn dành cho Trần Ngọc Lượng. Anh không chỉ có nhiều pha sách đao hơn, tấn công tốt hơn mà bên phía đối diện Bùi Trường Sinh cũng đã bị trừ một điểm vì lần thứ hai giật trỏ khi ở tư thế nằm. Một hiệp đấu
toàn bộ thời gian gần như chỉ nằm ở dưới sàn thôi, khi mà Trịnh Công Lượng đã cố gắng ngăn cản triệt để khả năng đánh đứng của Bùi Trường Sinh. Những bài đánh rất quen thuộc, vào đòn bằng một đòn tay sau và ngay lập tức chuyển sang một cú double leg, một đòn bốc đôi. Và ngay sau đó là cơn ác mộng đối với Bùi Trường Sinh. Khả năng chống vật của Bùi Trường Sinh cũng đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ trước sự quyết tâm của Trịnh Công Lượng. Rất khó chịu. Áp lực mà Ngọc Lượng tạo ra như những con sóng vậy, nó dồn dập và không có hồi kết. Đây là hiệp 3 rồi. Hãy nhớ rằng trận đấu này sẽ diễn ra trong 5 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 5 phút và nó là một màn tra tấn thể lực đúng nghĩa đen. Chắc chắn rồi. Bất kỳ võ sĩ nào muốn mơ tới chiếc đài vô địch thì hãy nghĩ đến 5 hiệp trước. Và bây giờ mới chỉ là hiệp đấu thứ 3 mà thôi. Tôi đang chờ đợi một sự chủ động nữa tới từ Trần Ngọc Lượng. Còn với Bùi Trường Sinh thì sao? Chúng ta vẫn chưa thấy được những tình huống ra đòn thực sự hiệu quả của võ sĩ này. Anh vẫn đang để cho đối phương chiếm thế thượng phong ở trên sàn đài. Rất khó đối với Bùi Trường Sinh nếu chúng ta theo dõi những gì vừa qua. Áp lực là liên tục và đặc biệt là khi xuống sàn. Đã lấy được underhook nhưng chưa thoát ra được hoàn toàn. Một tình huống lên gối khá nguy hiểm nhưng đó chỉ là một tình huống chạm được vào cằm của Trần Công Lượng mà thôi. Bùi Trường Sinh vẫn bị kéo xuống sàn sau phút đầu tiên. Đúng là môn thể thao của những khoảnh khắc chỉ chậm một nhịp thôi đã khiến cho Bùi Trường Sinh mất đi cơ hội có thể knock out được đối phương. Và chỉ nhanh hơn một nhịp thôi đã giúp cho Ngọc Lượng thoát khỏi một tình huống vào gối rất nặng. Bây giờ thì anh lại giữ được ưu thế trong tình huống ép sát đối phương vào thành lồng như thế này. Đã cố gắng đưa cái chân của mình vào trong và lấy thế để kiểm soát lưng. Trần Công Lượng không cần vội vàng những thời điểm như thế này. Mới là đầu hiệp 3 mà thôi. Anh có rất nhiều không gian. Và dường như khu vực mà cả hai đang thi đấu, sàn đấu cũng không được lý tưởng nữa. Mồ hôi là quá nhiều và cũng khiến cho việc lấy trụ của Ngọc Lượng gặp khó khăn. Nhưng bây giờ thì Trường Sinh lại phải một lần nữa co cụm lại trước những tình huống ground pound của Trần Ngọc Lượng. Đang cố gắng để tạo ra một thế khóa tam giác dành cho Trần Ngọc Lượng. Liệu có thành công hay không? Một đòn khóa guillotine. Nhưng hướng đánh vẫn chưa phải là lý tưởng. Và điều quan trọng là vào lúc này Ngọc Lượng có đủ thể lực và sự dẻo dai để tạo ra một thế khóa hiệu quả hay không. Đây là hiệp 3 rồi. Và anh cùng với Bùi Trường Sinh cũng đã tiêu hao rất nhiều thể lực trong các thời gian trước đó. Chưa vào thế được. Một vị trí hơi khó vào thế dành cho Trần Ngọc Lượng. Lúc này thì Bùi Trường Sinh vẫn đang tìm cách không để cho đôi tay của Trần Ngọc Lượng có thể thoải mái xử lý phần thân trên của mình. Nhưng mà tôi và anh Nam Khánh ngồi đây cũng có thể phần nào cảm nhận được sự khó thở dành cho Bùi Trường Sinh. Anh không có bất cứ một phút giây nào để có thể thoải mái trước sức ép dồn dập của Trần Ngọc Lượng. Ngọc Lượng không cho đối thủ một giây phút để thở trong trận đấu này. Và chúng ta có thể thấy rằng ngay cả những cử động đơn giản nhất thì Trần Ngọc Bùi Trường Sinh cũng rất khó có thể thực hiện. Càng thi đấu thế này thì thể lực của Bùi Trường Sinh sẽ càng bị tiêu hao. Trong khi đó với sự chủ động của mình thì Trần Ngọc Lượng hoàn toàn có thời gian để thở, để nghỉ và tạo ra những nhịp tấn công dành cho mình. Cho tới lúc này thì Trần Ngọc Lượng chưa phải quá vội vàng hay quá dồn dập. Anh chỉ gây áp lực vừa đủ để không cho đối phương thoát ra khỏi sự kìm kẹp của mình mà thôi. Nỗ lực thực hiện một đòn siết cổ. Điều có Renek trong hay không? Rất khó và Bùi Trường Sinh đã kịp xoay người ra nhưng chưa thể thoát khỏi được tư thế mạo.
Việc mồ hôi chảy rất nhiều cũng đã phần nào giúp cho Trường Sinh thoát khỏi tình huống bị Redick chốc vừa rồi. Và thực tế thì cái tay của Ngọc Lượng cũng chưa đưa vào vùng cổ mà nó chỉ sượt qua cằm thôi. Nhưng bây giờ một thế Amba chăng? Và đó quả thực là Amba. Và Bùi Trường Sinh đã tap out. Một chiến thắng submission dành cho Trần Ngọc Lượng. Tuyệt vời, quá xuất sắc. Ngọc Lượng vẫn duy trì thành tích toàn thắng của mình tại Lion Championship, chiến thắng thứ 4 của anh. Và đó là thắng lợi bằng submission trên đối thủ rất mạnh mang tên Bùi Trường Sinh. Một lời tuyên bố không thể mạnh mẽ hơn: áp đảo và submission. Đương kim Á quân cũng gục ngã dưới sức ép dồn dập của Trần Ngọc Lượng. Một trận đấu tuyệt vời. Bùi Trường Sinh không có bất cứ một cơ hội nào, đặc biệt là trong hiệp 3 này. Anh chỉ biết căng mình chống đỡ thôi. Và khi bất thế rơi vào tình huống bị Amba thì mọi thứ đã chấm hết với Bùi Trường Sinh. Trần Ngọc Lượng có thắng lợi thứ 4 liên tiếp. Và đây sẽ là đối thủ mà Robson Oliveira sẽ phải lưu tâm rất nhiều trên hành trình bảo vệ chiếc đai vô địch của mình hạng cân 60kg tại Lion Championship. Một trận tái đấu mà chúng ta chờ đợi và chúng ta xứng đáng được theo dõi. Xin chúc mừng sự trở lại của Trần Ngọc Lượng. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại võ đài ngay sau ít giây đây thôi. Quý vị, một trận đấu hoàn toàn thỏa mãn mọi kỳ vọng của chúng ta. Một chiến thắng submission và vinh quang gọi tên góc lại đỏ Trần Ngọc Lượng. Ngay sau đây chúng tôi sẽ tiến hành công bố và trao giải cho trận đấu hay nhất đêm này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem trận đấu hay nhất đêm này được tổ chuyên môn lựa chọn là cặp thi đấu nào.
cả quý vị, sau mỗi một sự kiện chúng tôi sẽ lựa chọn ra một trận đấu hay nhất để trao giải Fire of the Night. Và tổ chuyên môn đã lựa chọn và xin chúc mừng cặp võ sĩ Trần Trọng Kim và Võ Thanh Tùng. Xin mời hai võ sĩ lên sân khấu và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam sẽ lên lồng bát giác để trao giải thưởng trận đấu hay nhất đêm nay dành cho hai võ sĩ Trần Trọng Kim và Võ Thanh Tùng. Thưa quý vị, võ sĩ Võ Thanh Tùng do có việc đột xuất nên đã di chuyển trước và chúng tôi sẽ chuyển cúp và phần quà dành cho võ sĩ Võ Thanh Tùng thao và một tràng pháo tay để cùng chúc mừng Fire of the Night. Chúc mừng Trần Trọng Kim, chúc mừng Võ Thanh Tùng. Vi xin cảm ơn ông Võ Quốc Thắng. Những hình ảnh của Fire of the Night cũng đã khép lại cho sự kiện LC 12 ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong sự kiện tiếp theo diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào tháng